Mai Loan xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream đồng hành cùng bạn trong mùa dịch của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn biết không, thời gian vừa qua Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận rất nhiều các trường hợp bệnh nhân đến nhập viện trong tình trạng bệnh lý rất nặng. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết một số người thì do ở xa hạn chế đi lại, một số người khác thì với tâm lý e sợ đến những nơi đông người, đặc biệt là đến các bệnh viện vì sợ rằng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Do đó thường là họ tự ý điều trị tại nhà, dẫn đến tình trạng bệnh lý ngày càng nặng hơn. Hiểu được điều đó thì ngày hôm nay Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình livestream đồng hành cùng bạn trong mùa dịch kỳ 4 với chủ đề chăm sóc tại nhà dành cho bệnh da nặng, với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, phó trưởng khoa lâm sàng 2 Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Vũ Hoàng ạ. Xin cảm ơn Mai Loan. Xin chào quý vị tham gia chương trình livestream của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hôm nay rất là vui được ngồi lại đây để chia sẻ, để trao đổi cũng như để cung cấp một số thông tin hữu ích về chăm sóc bệnh nhân bị các bệnh lý về da nặng. Và tôi mong rằng qua cái buổi livestream này thì các bạn, quý vị có thể nắm được các thông tin cơ bản, một số thông tin hữu ích trong quá trình chăm sóc bệnh nhân bị các bệnh lý về da nặng. Cảm ơn bác sĩ Vũ Hoàng. Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên trang fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ bây giờ, các bạn có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Vũ Hoàng thông qua một trong các hình thức sau: gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0969 347 797, kết bạn và gửi câu hỏi theo số Zalo 0969 347 797, hoặc là bình luận và inbox trực tiếp vào trang fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Và để mở đầu cho chương trình livestream trực tuyến ngày hôm nay thì xin bác sĩ Vũ Hoàng chia sẻ cho tất cả các bạn đang theo dõi được biết bệnh da nặng là bệnh như thế nào và bao gồm những bệnh lý gì được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của Mai Loan. Thì theo quan điểm của số đông mọi người cũng như quan điểm của một số bác sĩ khác không phải chuyên khoa về da liễu thường nghĩ rằng bệnh lý ngoài da là những bệnh lý nó nhẹ nhàng thôi, nó chàm vẩy nến hoặc mụn thông thường, điều trị vài bữa cũng hết. Nhưng thực sự ra nếu đi chuyên sâu về bệnh lý về da, chúng ta sẽ nhận thấy rằng ngoài các bệnh lý về da nhẹ nhàng thì da liễu có những cái bệnh lý rất là nặng nề và nguy cơ tử vong cao. Đó là các bệnh nhân bị đỏ da toàn thân, bệnh nhân bị các bệnh lý bóng nước tự miễn như là bempigoid, bempigoid, hoặc là bị các bệnh lý khác như là lupus đỏ hệ thống hoặc xơ cứng bì. Đây là bệnh lý rất là nặng và bệnh nhân cần phải nhập viện điều trị cũng như theo dõi và uống thuốc rất là kéo dài. Dạ vâng, vậy thì các bệnh lý da nó không chỉ là các cái bệnh nhẹ mà như người dân người ta vẫn thường nghĩ như vậy đúng không ạ? Mà còn có những cái tình trạng bệnh rất là nặng và thậm chí là mặt bệnh cũng rất là đa dạng nữa. Vậy thì trong cái thời gian mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt vừa rồi á, thì ở khoa lâm sàng 2 của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận nhiều trường hợp mà bệnh nhân bị những cái tai biến hoặc là những cái biến chứng nặng do việc tự điều trị ở nhà không ạ? Thì bệnh viện từ hồi có dịch đến giờ, cũng như là từ đầu Tết 2020 đến giờ thì cái số lượng bệnh nhân mà nhập viện khoa lâm sàng 2 bệnh nhân nặng á, thì rõ ràng là cái số lượng thì nó có giảm đi khá nhiều, có nghĩa là số lượng bệnh nhân nhập viện chỉ còn 1/3, thậm chí là 1/2 so với trước đây thôi. Tuy nhiên cái mức độ cái bệnh nặng thì nó lại nhiều, nó nặng nề hơn. Khi là bệnh nhân phải nằm viện điều trị kéo dài hơn, phải sử dụng những thuốc mạnh hơn. Ví dụ như những trường hợp bệnh nhân bị lupus ban đỏ chẳng hạn, trong vòng 3-4 tháng nay bệnh nhân hoàn toàn ngưng thuốc lại, tại vì nghĩ rằng cái dịch nó rất là phức tạp nên bệnh nhân tự ý ngưng thuốc, rồi thì lâu lâu thì mới thấy bệnh nó mệt mệt hay uống thuốc thêm, rồi mua thuốc thêm uống thôi, và uống thêm thuốc bên ngoài nữa mà chẳng biết là uống thuốc gì. Do đó tình trạng bệnh nó cứ nặng lên dần và nó da nổi đỏ lan rộng, rồi phồng bóng nước lên lở loét chóc khắp người. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân vẩy nến, lúc trước thì nó tương đối ổn định, nhưng do tình trạng dịch thì bệnh nhân khi không tái khám lại được, cái là bệnh nhân tự ý mua các thuốc bôi bên ngoài hoặc là thuốc bôi trên mạng, hoặc là uống thuốc nam thuốc bắc chẳng hạn. Do đó những cái trường hợp này nó làm cho tình trạng vẩy nến nó không giảm mà cứ nặng nề lên hơn, bệnh nhân sang thương lan rộng hơn, bệnh nhân đỏ da toàn thân, thậm chí là nổi mủ, sốt cao và bắt buộc phải nhập viện. Như vậy thì cái việc mà bệnh nhân phải hiểu đúng về cái tình trạng bệnh của mình cũng như là biết cách theo dõi rồi chăm sóc điều trị đúng tại nhà, nó cũng là một trong những cái bước rất là quan trọng trong cái quá trình theo dõi và điều trị bệnh để cho đạt được hiệu quả tốt nhất đúng không ạ bác sĩ? Đúng rồi Mai Loan. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là cụ thể, rất là hữu ích của bác sĩ Vũ Hoàng về các cái bệnh da nặng nói chung. Và trong thời gian chờ đợi có những câu hỏi trực tiếp gửi đến cho chương trình thì chúng tôi xin được trả lời các câu hỏi của các bạn đã gửi về trước cho fanpage cũng như là số điện thoại Zalo của chương trình. Thì
Trước tiên đó là một câu hỏi của bạn có nickname là Trần Bích. Thì bạn hỏi như sau: tôi bị bệnh bóng nước 3 năm nay rồi. Hiện tại thì tay của tôi bị phồng nước và nứt ra rất là nhiều và rất là đau đớn. Như vậy thì tình trạng nứt này có dễ làm cho tôi bị nhiễm COVID-19 hay không? Thì xin bác sĩ Vũ Hoàng giải đáp cho bạn ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất là thực tế, hay gặp hàng ngày. Thì dĩ nhiên rằng chúng ta biết rằng COVID-19 đó là một cái bệnh đường hô hấp và nó gây ra do nhiễm cái virus SARS-CoV-2. Đây là virus đường hô hấp, do đó bệnh lây chính qua con đường thứ nhất là chúng ta hít thở phải những cái giọt bắn của bệnh nhân bị COVID-19 khi họ nói, họ ho hoặc họ hắt hơi thì hít phải những cái giọt bắn đó thì sẽ bị nhiễm bệnh. Đây là nguồn lây chính thứ hai. Hoặc là khi mà tay của người lành á, bị dơ, tiếp xúc phải những vật nó bị dơ, nó bị nhiễm cái COVID-19 và đưa cái bàn tay đó lên sờ trên mặt, lên mắt, lên mũi, lên miệng và cái virus nó sẽ thâm nhập qua cái đường mắt, mũi, miệng đó, từ đó nó gây ra bệnh COVID-19. Một số trường hợp khác, người ta nghiên cứu đã nhận thấy rằng cái virus COVID-19 gây xuất hiện trong phân, tuy nhiên cái đường nhiễm cái đường phân miệng thì đó là không phải là đường chính và rất là hiếm gặp. Còn vấn đề bạn đặt ra đó là cái tay tôi bị viết xước và khi tiếp xúc phải những cái nguồn lây thì có bị nhiễm bệnh hay không, thì cho đến nay thì chưa có một công trình nghiên cứu nào hay chưa có một cái báo cáo nào chứng minh rằng các vết thương ngoài da thì virus này thâm nhập qua vết thương ngoài da, ví dụ qua các vết xước trên da, vết nứt da hoặc cái bóng nước gì đó thâm nhập vào máu, từ đó đây gây ra bệnh COVID-19. Và tôi khẳng định lại, cái sang thương ngoài da không phải là nguồn lây gây ra nguồn lây để lây bệnh COVID-19. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng. Thì như vậy là bác sĩ cũng đã khẳng định các cái vết thương ở ngoài da như vậy thì nó không phải là một trong những cái đường lây trực tiếp của bệnh, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Như vậy, tuy nhiên là như vậy, nhưng với những cái tình trạng mà sang thương da như vậy đó thì bệnh nhân cũng cảm thấy rất là đau đớn, rất là khó chịu, cũng như là nó cũng dễ gây ra những cái tình trạng mà nhiễm trùng ngoài da, đúng không bác sĩ Hoàng? Bác sĩ có thể tư vấn thêm cho người bệnh về những cái phương pháp mà mình có thể chăm sóc hay cũng như là giữ gìn đối với những cái bệnh nhân mà đang có cái tình trạng da như vậy được không? Dạ vâng, cảm ơn một cái câu hỏi của bác sĩ Mai Lan. Thì khi mà chúng ta có các vết thương ngoài da như các vết xước hoặc là cái vết trợt, bóng nước thì dĩ nhiên rằng các vết thương đó thì chúng ta cần phải rửa bằng các cái dung dịch sát trùng, ví dụ như nước muối pha loãng ra hoặc các dung dịch sát trùng thường dùng hay như Bovidin chẳng hạn. Và sau đó thì chúng ta nên bôi lên các vết thương đó bằng các cái kem hoặc mỡ kháng sinh hoặc là sử dụng cái kháng sinh đường uống nếu trường hợp nhiễm trùng nó lan rộng hơn. Và khi đi ra ngoài, các vết thương hở như vậy thì chúng ta cần băng kín lại bằng các cái gạc vô trùng hoặc là băng keo cá nhân để bảo vệ các vết thương đó không tiếp xúc phải các cái vi trùng hay virus bên ngoài, từ đó giúp vết thương nó mau lành hơn. Vâng, cảm ơn cái phần trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Vũ Hoàng. Tiếp theo thì chương trình sẽ xin được trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Kim Minh. Bạn hỏi bác sĩ là em bị lupus ban đỏ đã 10 năm nay rồi và đang được điều trị bằng thuốc uống corticoid liều thấp. Em biết là thuốc này thì có làm giảm đề kháng, nhưng em có dễ bị nhiễm COVID-19 hay không? Thì xin bác sĩ giải đáp câu hỏi này cho bạn ạ. Vâng, bạn cũng nói bạn bị lupus ban đỏ 10 năm, có nghĩa là bệnh cũng khá lâu rồi và chắc là bạn phải điều trị đã cũng lâu luôn. Do đó tình trạng cái lupus ban đỏ của bạn nó đã được kiểm soát khá tốt và hiện tại thì bạn đang cần dùng một cái liều thuốc khá thấp. Tuy nhiên, mặc dù cái corticosteroid nào dùng liều thấp đi chăng nữa thì thuốc này vẫn là một cái thuốc ức chế miễn dịch và là một nhóm thuốc chính để điều trị lupus ban đỏ. Và những cái thuốc này nó sẽ làm cho bạn giảm sức đề kháng, khiến cho bạn dễ mắc bệnh lý thông thường hơn như bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus và trong đó có COVID-19. Và như vậy thì theo tôi, khi ra ngoài ha, mặc dù tình trạng đang có dịch hay tình trạng là dịch đã ổn định hay là dịch đã xong rồi không còn nữa, khi bạn đi ra ngoài, nói chung bạn nên mang khẩu trang và cần rửa tay sạch thường xuyên bằng các dung sát trùng, cũng như là tránh tiếp xúc tụ tập đông người. Đó là những cách để giúp các bạn hạn chế bị các cái bệnh thông thường. Như vậy thì cái việc mà như câu hỏi của bạn Kim Minh ấy, thì bạn uống thuốc corticoid liều thấp, nếu như mà bạn áp dụng các cái phương pháp bảo vệ đúng cách giống như bác sĩ Hoàng vừa chia sẻ thì bạn cũng hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh COVID cũng như các người không bị bệnh thôi, đúng không thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi, Mai Loan. Dạ vâng, có lẽ là câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Vũ Hoàng thì cũng đã giải đáp được cái thắc mắc của bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Và
Tiếp theo thì đó là một câu hỏi mà của bạn đã gửi đến cho số Zalo của chương trình. Bạn có nickname là Tròn Vo. Bạn hỏi câu hỏi cho bác sĩ như sau. Chào bác sĩ, em bị bệnh tràm nặng nhiều năm nay và đang phải dùng nhiều loại thuốc bôi có đề xa để điều trị. Vậy thì các thuốc bôi này có làm em bị giảm sức đề kháng hay không? Thì xin bác sĩ Vũ Hoàng trả lời câu hỏi này cho bạn ạ. Vâng, câu hỏi của bạn cũng rất là hay. Bạn hỏi là bạn đang dùng thuốc bôi đầy xa, theo cơ hiệu có nghĩa là đầy xa, theo dân gian có nghĩa là cái cọt cái huyết bôi tại chỗ, cái nhà bạn đang dùng rất nhiều cọt cái bôi tại chỗ như vậy thì bạn có khả năng bị giảm sức đề kháng không? Thì như chúng ta cũng biết thì lớp da chúng ta đó là một cái hàng rào trắng rất là hiệu quả, giúp chúng ta chống lại các cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như là vi trùng, virus rất khó thể nào thâm nhập qua lớp da bình thường để vào trong máu được, cũng như là khi các thuốc bôi ngoài da, khi bôi lên da thì rất khó để thấm qua cái lớp da dày như vậy để vào trong máu. Do đó khi bạn bôi một cái lượng thuốc có chứa corticosteroid mà số lượng nó ít thôi thì rõ ràng rằng nó sẽ không thấm vào máu hoặc thấm với số lượng rất là ít, không đủ để làm giảm sức đề kháng của bạn xuống. Tuy nhiên nếu như bạn phải sử dụng một cái thuốc corticosteroid mà loại trung bình mạnh đến rất mạnh như là nhóm thuốc clobetazone hoặc là betamethasone chẳng hạn, và với số lượng bôi khoảng 20g mỗi ngày, có nghĩa là tương đương khoảng 1 tiết thuốc mỗi ngày, hoặc là bạn bôi trên một diện tích rộng cỡ khoảng 30-40% diện tích cơ thể và trên cái vùng da nó nổi đỏ, sưng phù, thì có khả năng cao rằng các cái thuốc bôi tại chỗ này nó sẽ thấm qua da, nó vào trong máu và có thể gây ra giảm sức đề kháng của bạn. Và thực ra thì về cái việc mà sử dụng thuốc bôi mà có chứa corticoid á thì nói chung là bây giờ hiện tại người dân của chúng ta thì cũng sử dụng rất là tràn lan, và chắc chắn là họ sẽ không có những cái kiến thức đúng để sử dụng cái thuốc bôi này một cách đúng cách để làm sao mà đạt hiệu quả tốt nhất. Thì bác sĩ Vũ Hoàng có thể chia sẻ thêm về các cái cách để hướng dẫn cho bệnh nhân khi mà sử dụng các cái loại thuốc bôi mà có chứa cái thành phần corticoid này được hay không ạ? Dạ vâng. Thì thuốc corticoid có thuốc bôi có chứa corticoid thường thì để điều trị các bệnh lý về da viêm, có thể đó là bệnh tràm, bệnh vẩy nến là hay thường gặp nhất, và một số bệnh lý khác có viêm. Và khi sử dụng các thuốc này thì tốt nhất là phải có sự kê đơn của bác sĩ, tại vì cái thuốc này mặc dù nó hiệu quả rất là cao, bạn bôi vô thì nó sẽ giảm liền đó, nhưng mà cái tác dụng phụ nó rất là nhiều. Và thường thì chúng ta nên sử dụng thuốc này, bác sĩ cần cho cái thời gian nó dùng tương đối ngắn hạn thôi, ví dụ là thường là trong vòng tối đa 2-3 tuần, chứ không sử dụng kéo dài. Tại vì nếu chúng ta dùng cái thuốc này mà kéo dài đó thì nó rất dễ xảy ra các tác dụng phụ, ví dụ như là sẽ bị teo da, cái da chúng ta sẽ rất là mỏng đi, rồi trên bề mặt da nó nổi các cái gân máu, cái này nó bị giãn mạch trên da và cái da chúng ta sẽ yếu hơn, dễ bị nhiễm các cái bệnh lý nhiễm trùng thông thường như tụ cầu vàng hoặc là nhiễm virus như virus herpes simplex chẳng hạn. Do đó khi sử dụng các thuốc có chứa corticoid thì các bạn không nên tự ý ra hiệu thuốc tây mua và nên đi khám bác sĩ để bác sĩ có chuyên khoa về sử dụng các corticoid để hướng dẫn bạn sử dụng một cách tốt nhất. Như vậy theo bác sĩ Vũ Hoàng chia sẻ thì thực ra là sử dụng thuốc bôi này nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi vậy, dạ, đúng không rồi. Ạ? Tức là điều trị bệnh thì cũng rất là tốt, nhưng mà mình không dùng không đúng cách thì cũng đang mang lại những cái hậu quả cũng rất là nghiêm trọng. Đúng rồi, may là. Dạ vâng. Vậy thì quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng ta cũng phải lưu ý đến cái vấn đề này. Đối với tất cả các cái tình trạng bệnh thì chúng ta cần đều phải đi khám và có cái sự hướng dẫn sử dụng thuốc cũng như là chăm sóc điều trị ở nhà theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra, và khi đó thì chúng ta lại không có thể điều trị và cứu vãn được cái tình trạng da của chính mình. Và cảm ơn bác sĩ Vũ Hoàng. Tiếp theo đó là một cái câu hỏi về bệnh vẩy nến. Thì bệnh vẩy nến cũng là một cái bệnh da mãn tính mà rất thường gặp rồi, đúng không bác sĩ Vũ Hoàng? Thì có một bạn bạn tên là Nguyễn Văn Mạnh, bạn có gửi câu hỏi đến cho inbox của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn hỏi như sau: chào bác sĩ, má của tôi bị bệnh vẩy nến nhiều năm rồi, bệnh cũng đã đỡ nhiều. Vậy tôi có thể chụp hình của má để gửi cho bác sĩ và nhờ bác sĩ cho thuốc tiếp được hay không ạ? Thì xin bác sĩ trả lời câu hỏi này cho người bệnh. Đây cũng là một cái câu hỏi mà chắc có lẽ là rất nhiều người bệnh quan tâm. Dạ vâng, đây là câu hỏi mà thật sự ra rất nhiều bệnh nhân muốn hỏi tôi, cái gì khám một thời gian đi lại khám nó rất là mất thời gian. Bệnh nhân hay hỏi việc có chụp hình với bác sĩ xem rồi cho cây thuốc được không. Thì như bạn nói rằng mẹ bạn đã bị vẩy nến nhiều năm rồi,
và đang được điều trị. Bệnh cũng đỡ, có nghĩa là bạn đã điều trị đều và sử dụng các thuốc bôi, thuốc uống đều. Bệnh đã đỡ nhiều và có khăn đã được kiểm soát tốt rồi. Nếu như mà bạn do cái hình dịch nó phức tạp hoặc là bạn đi lại khó khăn thì trong nhất thời một thời gian ngắn thì tôi nghĩ rằng bạn có thể sử dụng tiếp một số thuốc bôi bạn hay dùng, ví dụ như là các thuốc dưỡng ẩm như Vaseline, Hirakuta hoặc một số cái loại dưỡng ẩm chuyên dụng khác. Và trong trường hợp nặng lên thì bạn có thể dùng thêm một số cái thuốc bạn hay dùng như Ribonet, Tebobet chẳng hạn. Thì là những cái thuốc rất là thông dụng trong điều trị vẩy nến mà hầu như bệnh nhân vẩy nến nào cũng biết. Tuy nhiên thì bạn nên sử dụng trong thời gian ngắn thôi, và tốt nhất thì bạn nên đi khám bác sĩ, tại vì đây là một cái bệnh mãn tính thì các bạn không thể tự điều trị được, bởi vì nó sẽ có những đợt bệnh nó bùng lên, nó nặng lên, và bạn tự điều trị vậy nó khi nó đem một các tác dụng phụ, nó làm cho cái tình trạng bệnh nó nặng nề hơn và khó đáp ứng điều trị. Và đồng thời khi bạn chụp hình gửi cho bác sĩ thì rõ ràng là cái hình chụp nó đôi khi nó không đúng chuẩn đâu. Bạn chụp cái chế độ hình nó không có rõ nét, và thậm chí mà muốn bác sĩ da liễu mà hội chẩn á thì phải chụp nhiều vị trí và chụp nhiều khía cạnh để bác sĩ da liễu có thể nhìn một bệnh một cách chính xác hơn, chứ một cái hình ảnh mờ ảo ảo thì rõ ràng rằng nó không giúp cho bác sĩ da liễu có thể khẳng định rằng tình trạng của bạn hay của má bạn là nó nặng nề như thế nào hay có đang ở bệnh ra sao. Và với lại theo một cái nguyên tắc chung đó là bác sĩ chúng tôi thì không được phép kê đơn thuốc dựa vào hình ảnh. Thì chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn bạn bạn nên dùng thuốc nào, bạn nên bôi ra sao và cả như thế nào cái khám thôi. Còn dựa vào hình ảnh để cho thuốc đó là một cái vấn đề nó không được phép và không nên, tại vì nó cái hiệu quả nó không cao, đôi khi nó lại phản tác dụng nữa. Nên tôi khuyên bạn nếu có điều kiện thì bạn nên cây khám bệnh viện da liễu hoặc các trung tâm có cái chuyên khoa về da liễu càng sớm càng tốt. Còn trường hợp mà chưa đến tay khám được liền thì có một số cách cơ hướng ở ngoài trên thì bạn có thể sử dụng được trong thời gian ngắn. Dạ vâng, vậy thì câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng chắc cũng đã phần nào giải đáp được cái thắc mắc cho bạn Mạnh ha. Và bạn cố gắng sắp xếp thời gian để mình có thể đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám trực tiếp và cho thuốc chính xác cho mình. Không có nên chụp hình và gửi bác sĩ để được chẩn đoán qua hình ảnh như vậy bạn nha. Và tiếp theo chương trình thì chương trình đã có nhận được câu hỏi của các bạn gửi đến trong cái bình luận của buổi live stream ngày hôm nay. Thì có một cái câu hỏi của bạn Minh Nguyên. Bạn hỏi bác sĩ như sau: chào bác sĩ, tôi bị bệnh vẩy nến 10 năm nay rồi. Tôi vẫn đang điều trị bằng methotrexate 4 viên một tuần. Bệnh vẩy nến bớt nhiều lắm rồi. Tôi ngưng thuốc này được không bác sĩ? Vì tôi nghe nói thuốc này có làm giảm sức đề kháng của người bệnh. Dạ, vậy xin bác sĩ Vũ Hoàng trả lời câu hỏi cho bạn Minh Nguyên ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Như bạn nói, bạn bị vẩy nến 10 năm và chắc là vẩy nến của bạn nó phải tương đối nó nặng hoặc nó phải có vấn đề gì đó thì bác sĩ mới sử dụng methotrexate. Tại vì methotrexate là một cái thuốc khá mạnh dùng trong điều trị trường hợp vẩy nến từ nặng trở lên. Do đó, và bạn đã dùng thuốc này rồi, bệnh tương đối ổn định rồi, thì tôi nghĩ rằng bạn nên tái khám bác sĩ da liễu đều, tại vì nếu bạn tái khám đều, theo dõi đều và xét nghiệm thường xuyên để theo dõi cái tình các dụng phụ của thuốc thì thuốc methotrexate được xem là một cái thuốc tương đối là an toàn và hiệu quả cao, cũng như là có thể sử dụng kéo dài trong vòng nhiều năm được. Do đó thì tôi khuyên bạn không nên tự ý bỏ thuốc, tại vì nếu tình trạng bạn đang ổn định như vậy, bạn bỏ thuốc một cái thì chắc chắn rằng cái tình trạng vẩy nến nó sẽ càng ngày nặng nề hơn. Và tôi đã gặp không ít những trường hợp bệnh nhân đang sử dụng cái thuốc hệ thống như vậy, như methotrexate như vậy, mà nó ngưng thuốc thì da bệnh nhân nổi đỏ dần, lan rộng ra toàn thân, có thể tiến tới đỏ da toàn thân, hoặc nặng nề hơn ở trường hợp nào bệnh nhân sẽ bị vẩy nến mủ mà cấp tính toàn thân rất là nặng nề, sốt cao rồi thì mệt mỏi, đau nhức, vâng vâng. Do đó nên tôi khuyên bạn khi đang đã đáp ứng với thuốc methotrexate rồi thì nên cố gắng tái khám đều để theo dõi để được điều trị tốt nhất, chứ không nên tự ý ngưng thuốc. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của rất là cụ thể của bác sĩ Vũ Hoàng. Nếu như bạn Minh Nguyên có còn thắc mắc gì nữa về cái tình trạng sử dụng thuốc của mình hay là về cái vấn đề bệnh lý của bạn thì bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận, thì chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và trả lời thêm những thắc mắc cho bạn nhé. Và Mai Loan có nhận thấy có một câu hỏi nữa liên quan đến cái các cái bệnh nặng cần phải điều trị tại nhà trong cái mùa Covid này. Một cái câu hỏi đến từ bạn Bùi Thế Minh Lợi. Thì bạn có hỏi như sau:
Bác sĩ cho em hỏi, hiện tại người thân của em đang bị lupus, đang điều trị với corticoid ổn. Nhưng hiện tại tình hình dịch Covid thì liều corticoid em có giảm. Vậy liệu việc sử dụng corticoid có giảm sức đề kháng và có làm cho em dễ bị nhiễm Covid hay không? Và bác sĩ xin cho em biết thêm thông tin. Em cảm ơn bác sĩ. Đó là câu hỏi của bạn Bùi Thế Minh Lợi mới gửi đến trong cái phần bình luận của chương trình livestream của chúng ta ngày hôm nay. Xin bác sĩ Vũ Hoàng chia sẻ thêm về cái thông tin này cho bạn Minh Lợi. Dạ vâng, như bạn nói là bệnh lupus của bạn đang bị đã ổn rồi. Đang điều trị đã ổn bằng cái corticosteroid. Thì thuốc này có làm giảm sức đề kháng hay không? Vâng, dĩ nhiên rằng bệnh nhân bị lupus ban đỏ, hệ thống, đặc biệt là hệ thống hoặc lúc ban đỏ da mà nó nặng thì cần phải sử dụng các thuốc hệ thống như corticosteroid hệ thống, methotrexat hay là một số nhóm thuốc khác như azathioprine, mycophenolmorphine chẳng hạn. Và những cái thuốc đấy người ta được xếp vào nhóm là ức chế miễn dịch, và khi sử dụng thì chắc chắn rằng nó làm giảm sức đề kháng của bạn xuống, và bạn sẽ dễ bị nhiễm các bệnh lý thông thường, bệnh nhiễm các bệnh viêm họng hay cảm sốt thông thường hơn, và trong đó có COVID-19. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng. Và nếu như bạn Minh Lợi có còn thắc mắc gì thì bạn cứ đặt tiếp câu hỏi dưới phần bình luận và chương trình sẽ tiếp tục trả lời cho bạn nhé. Và mới đây thì chương trình có nhận được thông tin kết nối điện thoại từ một bạn độc giả. Sau đây thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại đến bạn. Alo. Xin chào bạn. Chúng tôi gọi đến cho bạn từ chương trình livestream đồng hành cùng bạn trong mùa dịch của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chào bác. Dạ vâng. Xin chào bạn. Xin bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Dạ. Em tên là Minh Trang ạ. Hiện tại em ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Chào bạn Trang. Em ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ ba cha. Bởi vì em đặt câu hỏi là hiện tại thì ba em bị bệnh bóng nước cũng được 4 năm rồi bác. Hiện giờ thì bệnh cũng đang ổn, nhưng mà do em thấy tình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, cho nên là em có thể nào mua cái đơn thuốc cũ cho ba uống tiếp rồi khi nào mà dịch ổn rồi tái khám lại được không bác? Dạ, vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Trang. Thì không biết bác sĩ Vũ Hoàng có đặt câu hỏi gì cho để biết thêm về cái tình hình bệnh của người bệnh được không ạ? Bạn ơi, cho mình hỏi cái bạn nói là ba bạn bị bệnh bóng nước, nhưng mà bệnh bóng nước thì nó khá là rộng, thì bạn có thể cho mình biết chắc chắn coi chẩn đoán nó là cái gì hay không, thì mình thì tôi sẽ tư vấn một cách chính xác hơn được ạ. Dạ, theo chẩn đoán bác sĩ là ba em bị đơn tiêu hết ạ. Mà đang điều trị bằng cái đơn thuốc cũ là đơn thuốc như thế nào ạ? Bạn có thể kể cho tôi biết không ạ? Dạ, đơn thuốc cũ là mấy ba thường là uống có Meron 16 và 3 viên một ngày bác sĩ. Rồi có Cagatin, Cardium và gom cam đó bác sĩ. Dạ vâng. Dạ. Như vậy theo tôi hiểu thì ba bạn đang bị bệnh một cái bệnh lý bóng nước ở Bempigut. Bempigut đó là một cái bệnh lý bóng nước khá là hiếm gặp và điều trị cũng rất là khó khăn. Dạ. Bác sĩ Hoàng có đặt thêm câu hỏi gì để biết thêm về cái tình trạng của người bệnh nữa không ạ? Dạ không, tôi nghĩ là như vậy là đủ rồi ạ. Dạ vâng. Chị Trang có còn câu hỏi nào mình muốn hỏi bác sĩ Vũ Hoàng không ạ? Dạ không ạ, em chỉ có câu hỏi đó thôi ạ. Dạ vâng, vậy chương trình xin được phép ngắt kết nối với chị và chị hãy theo dõi livestream trực tiếp của chương trình để nghe câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng chị nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, chào chị. Dạ, em cảm ơn. Dạ, xin mời bác sĩ Vũ Hoàng mình trả lời câu hỏi của chị vâng, Trang. Vâng, cô xin được nói tiếp, đó là cái Bempigut này đó là bệnh lý, phải gọi là nó một trong những bệnh lý bóng nước khó điều trị nhất và nó đáp ứng điều trị kém nhất. Do đó thì phần lớn bác sĩ phải cho điều trị bằng các cái thuốc như corticosteroid hệ thống với liều rất là cao để khống chế được bệnh và điều trị trong thời gian dài. Và dĩ nhiên là cái thuốc này nó là thuốc ức chế miễn dịch nên do đó nó làm giảm sức đề kháng cũng như là nó gây ra nhiều tác dụng phụ khác nhau rất là nhiều, như là uống kéo dài corticosteroid hệ thống rồi có bị tiểu đường rồi tăng huyết áp rồi những các biến chứng khác như về đường tiêu hóa vân vân. Do đó theo bạn nói thì ba bạn đang dùng một cái liều thuốc rất là cao như vậy,
3 viên Metron 16 có nghĩa là liều rất là cao, có nghĩa là liều cao đó. Mà bạn nói bạn dùng đơn thuốc tiếp như vậy được hay không thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là không nên. Tại vì đang dùng liều cao như vậy mà tiếp tục kê đơn cũ như vậy thì nó rất dễ xảy ra các tác dụng phụ như tôi nói hồi trước và không thể kiểm soát được. Do đó thì tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện da liễu khám để chúng tôi có thể tư vấn được, có thể chúng tôi tiếp tục theo dõi được. Khi tình trạng bệnh ổn định hơn thì chúng tôi sẽ cho bệnh tái khám với thời gian thứ hơn. Chẳng hạn như khi đang liều rất cao thì có thể cho tái khám mỗi 1 tuần, 2 tuần, nhưng tình trạng nó ổn hơn, bệnh nó không còn nổi nữa thì chúng tôi sẽ cho điều trị kéo dài lâu hơn, có thể 1 tháng, 2 tháng, thậm chí trường hợp mà bệnh tương đối ổn định rồi có thể điều trị kéo dài tới 3 tháng mới cần tái khám lại 1 lần. Thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp như vậy thì bạn nên tái khám thì tốt hơn là bệnh nhân bạn tự dùng dùng tiếp cái đơn thuốc cũ. Dạ, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng. Thì có lẽ là chị Minh Trang thì cũng hài lòng với câu hỏi của bác sĩ đúng không ạ? Tuy nhiên thì chương trình cũng muốn nhắc lại để chị biết rõ hơn về cái tình hình hiện tại khi mà dịch bệnh COVID đang diễn tiến phức tạp như vậy. Thì Bộ Y tế cũng như là cơ quan bảo hiểm xã hội đã đồng ý cho việc cấp thuốc được dài ngày hơn. Có thể lên đến 3 tháng đối với các cái bệnh mãn tính nặng. Do đó thì cái việc mình sắp xếp đi khám để được bác sĩ thăm khám và cho thuốc đúng theo cái tình trạng bệnh của mình cũng như là lấy thuốc dài ngày nó sẽ hợp lý hơn so với việc là mình ở nhà để tự mua thuốc, dùng những cái thuốc không có phù hợp thì nhiều khi cái tình trạng bệnh của mình nó còn diễn tiến phức tạp và nặng hơn. Thì mình cũng xin lưu ý cái thông tin như vậy chị Trang nhé. Và cảm ơn câu hỏi của chị Trang. Hiện tại thì bệnh viện cũng đang nhận được rất nhiều câu hỏi đến cho chương trình livestream. Tuy nhiên là có một số câu hỏi rất nhiều bạn hỏi về tình trạng mụn trứng cá. Thì có lẽ cái chủ đề này xin được hẹn các bạn trong một cái chương trình livestream sau. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề là chăm sóc tại nhà cho các bệnh da nặng. Do đó thì sẽ ưu tiên trả lời những cái câu hỏi theo cái chủ đề này. Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi đến cho cái buổi livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo thì xin gửi đến bác sĩ Vũ Hoàng một câu hỏi của một bạn có nickname là Hiền Lê. Bạn đã gửi đến cho inbox của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh vài ngày trước. Bạn có hỏi rằng tay tôi bị chàm ở bàn tay nhiều năm rồi. Dạo này cứ phải dùng sát khuẩn nên là da tay tôi bị nứt rất nhiều và chảy máu và rất đau. Vậy thì bác sĩ hãy chỉ cho tôi giúp cách phòng ngừa và điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ. Thì xin bác sĩ Vũ Hoàng giải đáp cho bạn. Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn. Bạn nói bạn bị chàm bàn tay. Thì chàm bàn tay hay còn gọi là một cái bệnh lý gọi là viêm da bàn tay, đó là bệnh lý khá là thường gặp. Thường gặp chứ không phải là bệnh hiếm gặp đâu. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta dùng đôi tay chúng ta để tiếp xúc với rất nhiều vật khác nhau và do đó bàn tay là cái nơi rất dễ bị chàm. Và khi bị chàm như vậy mà trong cái thời gian này đang bị Covid mà theo khuyến cáo Bộ Y tế mà phải sát trùng tay rồi rửa tay bằng xà bông sát trùng nhiều lần trong ngày và như vậy thì nó làm cho cái da bàn tay chúng ta nó khô hơn. Tại vì khi chúng ta rửa nhiều thì da bàn tay chúng ta sẽ mất các chất nhờn tự nhiên để bảo vệ và khi nó khô ra khô hơn như vậy thì da tay nó sẽ nứt ra rồi nó chảy máu rồi từ các cái vết nứt đó rồi vi trùng nó thâm nhập vào có thể gây ra tình trạng có mủ rồi nhiễm trùng rồi gây ra đau đớn cho chúng ta rất là nhiều và cái bàn tay nó bị nứt ra như vậy thì nó làm chúng ta rất là bất tiện trong các công việc hàng ngày của chúng ta khi chúng ta cầm nắm sinh hoạt sẽ rất là khó khăn. Và như vậy thì để phòng ngừa và điều trị đó thì chúng ta cần chú ý các vấn đề gì? Thứ nhất là dĩ nhiên là chúng ta phải rửa tay rồi nhưng mà chúng ta nên rửa tay bằng các cái dung dịch rửa tay nó dịu nhẹ thôi. Ví dụ như là chúng ta rửa tay bằng các sản phẩm như là Cetaphil chẳng hạn, đây là một cái sản phẩm khá thông dụng, hay là một số sản phẩm khác nữa nó rất là dịu nhẹ, chứ không nên rửa tay bằng các dung dịch sát trùng mạnh, ví dụ như là Lifebuoy thì chúng ta không nên, tại vì da chúng ta đang bị chàm, dùng các cái chất rửa tay mạnh như vậy nó tẩy nhiều thì cũng không nên. Và sau khi rửa tay xong thì chúng ta lau khô và bôi liền một cái lớp kem dưỡng da lên. Chúng ta và kem cái dưỡng da này chúng ta nên bôi nhiều lần trong ngày, chúng ta không phải 1 lần đâu, có thể chúng ta bôi 3-4 lần thậm chí là nhiều hơn, và chúng ta bôi cái kem dưỡng da này trước khi ngủ nữa, có thể chúng ta bôi rất là nhiều lần để bảo vệ da bàn tay chúng ta. Đồng thời khi cái chàm nó nặng lên ha, da nó đỏ, nó sưng tấy, nó lở ra như vậy thì ngoài các cái thuốc điều trị
trên thì chúng ta phải sử dụng thêm các cái thuốc có chứa có tính chất kháng viêm, có chứa corticoid tại chỗ thì nó mới sẽ giúp được cái tình trạng tràm nó ổn định hơn thôi. Nhưng mà để mà người bệnh mà điều trị và chăm sóc tại nhà ấy thì có lẽ là nên sử dụng dưỡng ẩm thôi đúng không bác sĩ? Dạ. Còn các cái thành phần mà có những cái thành phần kháng viêm hay là corticoid hay là các cái thành phần kháng viêm khác ấy thì có lẽ là mình nên đi khám và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ. Dạ đúng rồi, dĩ nhiên là chúng ta phải nên khám bác sĩ. Những cái dưỡng ẩm và rửa tay thì chúng ta tự làm được, nhưng mà sử dụng cái thuốc bôi mà điều trị như corticosteroid để kháng viêm thì phải có chỉ định bác sĩ và dùng theo chỉ định của bác sĩ. Dạ vâng. Dạ. Còn việc sử dụng dưỡng ẩm ấy, thì mình nên sử dụng như thế nào? Ngay sau khi rửa tay hay là khi tay còn ẩm hay là khi mà tay thực sự đã khô rồi mình mới bôi hay là như thế nào ạ? Tại vì cũng thấy rất nhiều những cái người bệnh quan tâm đến cái tình trạng này. Bởi vì là có nhiều người bệnh thì cũng than phiền rằng là khi mà cái da tay của họ quá khô rồi thì họ bôi dưỡng ẩm nào lên cũng cảm thấy nó không có được mềm, da họ vẫn không có thể mềm lại được á. Dạ. Thì bác sĩ Vũ Hoàng xin chia sẻ chi tiết hơn về cái cách bôi dưỡng ẩm để duy trì cái làn da cho người bệnh. Dạ. Vâng, trước tiên là rõ ràng chúng ta phải rửa tay. Chúng ta rửa tay qua nước thì da nó mềm, và nếu được có trường hợp mà khô quá thậm chí chúng ta ngâm tay trong nước trong một thời gian 5 đến 10 phút, sau đó chúng ta vỗ nhẹ bằng cái khăn cho lau nhẹ qua cho nó khô thôi, không phải khô căng, mà chúng ta chỉ vỗ nhẹ cho da nó hơi khô và sau đó chúng ta bôi liền các kem dưỡng da lên ha, bôi liền kem dưỡng da với số lượng là lượng nó dư dả chút xíu, chứ chúng ta đừng tiết kiệm quá lấy chút bôi lên khi nó không hiệu quả. Và thậm chí là ban đêm nếu được chúng ta bôi xong chúng ta mang cái găng tay lên ha, găng tay bằng vải lên chúng ta mang lên để giữ cho cái kem nó không trôi đi đó, đó là cách bôi là tốt nhất. Dạ vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Vũ Hoàng. Thì các bạn thân mến, như chúng ta cũng đã biết thì thời gian gần đây dịch bệnh Covid cũng đã tạm lắng xuống, và Bệnh viện Da Liễu cũng có phối hợp đồng hành cùng với các nghệ sĩ thực hiện một MV với tên gọi là Việt Nam ơi vững tin, thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhằm lan tỏa các giá trị yêu thương cũng như là để thay đổi thói quen, giúp cho người dân chúng ta chung sống an toàn với tình hình dịch bệnh Covid hiện tại. Và sau đây thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi MV. Khi có dấu hiệu sốt ho khó thở trong người ấy.
trái tim giờ đang chung một nhịp đập. Chiến đã đi qua, Việt Nam bền nguyên khí phách. Đất nước nhỏ bé của tôi, Việt Nam ơi hãy vững tin. Đất nước của tôi ơi, từ cao nguyên hay đồng bằng, từ những nơi vĩ tuyến đầu hay tận cùng mũi Cà Mau. Những năm tháng chiến tranh xưa dần mất đi bình tĩnh thì Covid một lần nữa quay lại và tàn thật quá mãnh liệt, khiến cho mọi người hoang mang và nghĩ đến thời thân riêng. Cứ bình tĩnh và tự tin hết đêm rồi lại bình minh ngọn lửa vượng hoa, dù núi tàn tôi cũng sẽ lại hồi sinh. Hãy yêu thương và đoàn kết sẽ tạo cho ta sức mạnh, để lại vui tình lại đẹp, cuộc sống bình thường lại đến với tất cả chúng mình. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình live stream đồng hành cùng bạn trong mùa dịch của Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kỳ này với chủ đề chăm sóc tại nhà dành cho bệnh da nặng, với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, phó trưởng khoa lâm sàng 2 của Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại, để được đặt câu hỏi cho bác sĩ Vũ Hoàng, các bạn có thể áp dụng một trong các hình thức sau: gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0969 347 797, kết bạn và gửi câu hỏi theo số Zalo 0969 347 797, hoặc là bình luận và đặt câu hỏi inbox trực tiếp vào trang fanpage của Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các bạn cũng có thể like và follow trang fanpage của Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi những thông tin bổ ích khác. Và để tiếp tục chương trình thì Mai Loan xin được trả lời, xin được hỏi bác sĩ Vũ Hoàng về một cái câu hỏi của bạn đã bình luận vào cái phần live stream ngày hôm nay của bệnh viện. Đó là bạn Nguyễn Tấm. Bạn hỏi rằng là tôi đang điều trị bệnh vẩy nến bằng thuốc Prazeron mỗi tháng. Sau này khi có vaccine thì tôi nên chích ngừa hay không? Vâng. Cái này không biết là bạn, có lẽ là bạn Nguyễn Tấm muốn hỏi đến cái vaccine điều trị, vaccine trị bệnh COVID. Dạ đúng rồi, vaccine COVID đó. Dạ, vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực sự đây câu hỏi nó rất là thực tế. Và chúng ta sẽ gặp hàng ngày là chúng ta nên làm cái gì? Chúng mong bệnh nhân bị vẩy nến, phải nghĩ rằng trường hợp của bạn là nặng rồi thì bạn mới được sử dụng cái thuốc Prazeron. Prazeron đó là một cái thuốc sinh học để điều trị bệnh vẩy nến. Và thuốc sinh học Prazeron và các thuốc sinh học khác nói riêng thì nó là một cái phương pháp rất là mới để điều trị bệnh vẩy nến và mang lại hiệu quả nó rất là cao. Bây giờ có những bệnh nhân sạch bệnh được 90, thậm chí là 100% và duy trì được hiệu quả này kéo dài trong khá lâu. Và tuy nhiên có một cái bất lợi, đó là chúng ta phải sử dụng kéo dài liên tục.
khi là chích thuốc mỗi tháng, và cái số lượng tiền bị bỏ ra thì hơi nhiều, tuy nhiên hiệu quả rõ ràng nó mang lại rất là cao cho chúng ta. Và bệnh nhân vẩy nến nói chung và bệnh nhân sử dụng cái thuốc sinh học nói riêng như Phaseron chẳng hạn thì nên chích ngừa vaccine cúm mỗi năm. Tại sao? Tại vì khi chúng ta chích ngừa vaccine này thì chúng ta sẽ hạn chế được bị các bệnh cảm cúm thông thường, mà chúng ta cũng biết được rồi, khi mà bệnh nhân vẩy nến mà bị các bệnh cảm cúm thông thường, ho viêm họng chẳng hạn, thì chắc chắn rằng tình trạng vẩy nến nó sẽ không ổn định và nó sẽ nặng lên hơn. Và do đó nên chích vaccine cúm mỗi năm. Và vaccine COVID-19 cũng là một loại vaccine cúm thôi, và nó là một loại rất được mong chờ trong thời gian gần đây. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng. Vậy là bạn Nguyễn Tập cũng có thể yên tâm, nếu như có vaccine thì bạn vẫn hoàn toàn có thể chích ngừa được, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Tấm. Và tiếp theo thì xin gửi đến bác sĩ Vũ Hoàng một câu hỏi của bạn có nickname là Thùy Nhung. Bạn vừa mới gửi câu hỏi đến cho số Zalo của chương trình. Thì bạn hỏi như sau: chào bác sĩ, tôi bị lupus ban đỏ 7 năm nay. Hiện giờ tôi đang được điều trị bằng chloroquine. Tôi nghe nói thuốc này có thể điều trị được cả COVID-19. Vậy thì tôi sẽ không bị nhiễm bệnh COVID-19 nữa phải không, thưa bác sĩ? Xin bác sĩ Vũ Hoàng giải đáp câu hỏi này cho bạn. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Có lẽ là cũng là một câu hỏi của khá là nhiều người. Nói rằng trong thời gian trước thì chúng ta nghe đọc báo đài cũng nói một số nơi nói rằng chloroquine có khả năng điều trị được COVID-19. Thì thực tế ra thì theo cái dữ liệu cho đến hiện nay về hiệu quả và tính an toàn thì chưa quốc gia nào công nhận rằng cái chloroquine hay hydroxychloroquine là có khả năng điều trị được COVID-19, cũng như Bộ Y tế chúng ta không khuyến cáo sử dụng cái thuốc này trong điều trị COVID-19, cũng như là không sử dụng thuốc này trong phòng ngừa bệnh, tại vì nó không có tác dụng phòng ngừa bệnh. Và theo một số nghiên cứu trên thế giới, chúng ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân bị lupus ban đỏ mà sử dụng chloroquine hàng ngày thì cái khả năng mắc bệnh cũng như là cái độ nặng của bệnh cũng tương tự như các bệnh nhân bị lupus ban đỏ mà không sử dụng chloroquine. Do đó chloroquine nó không hề có tác dụng điều trị gì, không tác dụng điều trị, nó không rõ ràng, và rõ ràng là không có tác dụng phòng ngừa bệnh. Như vậy thì bạn Thùy Nhung cũng không có nên chủ quan vì mình đang được điều trị với chloroquine thì sẽ không bị COVID-19, đúng không bác sĩ Hoàng? Và tất nhiên là vẫn phải áp dụng tất cả các cái biện pháp bảo vệ như những người thông thường khác thôi, đúng không? Và chương trình vừa mới nhận được một cái câu hỏi của bạn Toàn Mắt. Bạn đã gửi một cái hình ảnh vào cho Zalo của chương trình, và bạn có hỏi bác sĩ là tay bạn bị như thế này, càng lúc nó càng mưng mủ và thấy đau. Vậy thì mong bác sĩ tư vấn cái tình trạng này cho bạn. Thì có lẽ bạn Toàn Mắt cũng đang theo dõi chương trình live stream, đúng không ạ? Thì bạn hãy nghe câu trả lời của bác sĩ Vũ Hoàng nhé. Theo cái hình bạn chụp đó, bạn chụp một cái bàn tay, và trên bàn tay của bạn thì da chỗ đó nó ửng đỏ lên, rồi nó khô, nó bong vẩy, và có một vài vị trí thì nó nứt ra. Và hình như cũng có một ít mụ trên đó nữa. Và theo tôi nhận định thì trong trường hợp này thì bạn có thể bị mắc một số bệnh. Thứ nhất đó là một cái viêm da cơ địa bội nhiễm, hoặc là có thể bạn có thể bị nấm cái vị trí này, nấm bằng tay. Do đó thực sự ra nhìn hình này thì tôi chỉ có thể đoán cho bạn một phần nào đó thôi. Để chẩn đoán một cách chính xác hơn thì bạn cần tới bệnh viện da liễu thì để chúng tôi có thể thăm khám một cách toàn diện hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ thăm khám tay rồi chân cho người bạn có nội vị trí khác hay không, chứ một hình cái tay không để chẩn đoán một bệnh là hơi khó. Và có thể chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm như cạo tìm nấm chẳng hạn, để phát hiện xem bạn có bị nấm hay không. Chứ nhìn hình này thì ta cũng không thể khẳng định được là bị nấm hay không bị nấm. Do đó theo lời khuyên của tôi thì tình trạng của bạn cũng là nặng đó, chứ không có nhẹ đâu. Vị trí này thì ảnh hưởng đến tay rất là khó chịu. Bệnh nhân bạn làm việc hàng ngày cũng rất là khó khăn, rồi thì cầm nắm cũng khó nữa. Nên tôi khuyên bạn lên tới bệnh viện da liễu để khám, để chúng tôi có thể cho một cái chẩn đoán bệnh một cách chính xác hơn và điều trị thuốc một cách chuẩn hơn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Hoàng. Thì như vậy là hy vọng rằng thời gian gần đây thì bệnh viện sẽ đón tiếp bạn Toàn Mắt đến khám và điều trị. Và tiếp theo thì đó là một cái câu hỏi đã được gửi về trước vào cái trang fanpage cho bệnh viện. Câu hỏi của bạn có nickname là Lan Ngọc. Bạn hỏi bác sĩ rằng là: bác sĩ cho em hỏi COVID-19 có nguy hiểm cho người bị bệnh lupus đỏ hay không? Thì xin bác sĩ Vũ Hoàng giải đáp cho bạn.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn cũng khá là chung chung, thì tôi cũng xin được trả lời một cách cũng chắc cũng phải chung chung thôi chứ. Cái bệnh lúm ban đỏ như chúng ta cũng biết, đó là một cái bệnh lý tự miễn và nó là mãn tính. Có nghĩa là trong bệnh nhân nó xuất hiện các tự kháng thể và tự kháng thể này nó chống lại chính cơ thể bệnh nhân, và cái tình trạng rối loạn miễn dịch như vậy khiến cho bệnh nhân bị bệnh lúm ban đỏ, và cũng tính tình trạng rối loạn miễn dịch này khiến cho bệnh nhân nó dễ bị các bệnh nhiễm trùng thông thường khác hơn. Ngoài ra thì phần lớn các bệnh nhân bị lúm ban đỏ, đặc biệt là lúm ban đỏ hệ thống, là cần phải sử dụng các thuốc hệ thống kéo dài, ví dụ như là corticosteroid hệ thống, methotrexate, azathioprine hoặc là mycophenolate. Đây là những cái thuốc nó là thuốc khá mạnh và nó làm ức chế miễn dịch, ức chế khả năng sinh kháng thể cho bệnh nhân, và do đó nó làm giảm sức đề kháng của người bệnh xuống, và như vậy dĩ nhiên rằng bệnh nhân nó dễ bị nhiễm các bệnh thông thường hơn, trong đó là bệnh nhiễm trùng và nhiễm virus. Ngoài ra thì bệnh nhân lúm ban đỏ có thể bị tổn thương các cơ quan khác, có thể bị các bệnh lý đi kèm, ví dụ như là tiểu đường, tăng huyết áp hoặc tổn thương thận hoặc tim chẳng hạn. Thì những cái bệnh lý này cũng khiến cho bệnh nhân sức đề kháng nó giảm xuống hơn nữa, và như vậy bệnh nhân lúm ban đỏ nói chung là sẽ có giảm sức đề kháng và dễ nhiễm các bệnh lý thông thường như nhiễm vi trùng hoặc nhiễm virus hơn so với người bình thường. Như vậy thì cái câu hỏi của bạn là bạn hỏi bạn có dễ bị nhiễm COVID hơn so với những cái người bệnh mà không có bị lupus hay không? Thì cái này mình nên tư vấn cho bạn như thế nào? Thì chắc chắn như anh nói hồi nãy rồi Mai Lan ha, có nghĩa là rõ ràng rằng có nhiều yếu tố khiến cho bệnh nhân nó làm giảm sức đề kháng do tính tình trạng của bệnh, do các bệnh lý đi kèm và do các thuốc bệnh nhân sử dụng, và dĩ nhiên rằng bệnh nhân này dễ nhiễm COVID hơn nhiều so với những bệnh nhân khác, và khi nhiễm thường nó diễn tiến rất là nặng nề hơn so với các bệnh nhân bệnh khác hoặc là bệnh nhân hoặc là những người không thường khỏe mạnh. Do đó thì cái việc quan trọng đó là điều trị cái bệnh nền thật là tốt, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn Lan Ngọc. Thì tiếp theo xin được hỏi bác sĩ Vũ Hoàng một cái câu hỏi được gửi đến từ bạn có nickname là Minh Tâm, bạn gửi đến cho Zalo của chương trình. Thì bạn hỏi rằng: xin chào bác sĩ, tôi bị pemphigus nhưng bệnh ổn và không cần điều trị gì nữa. Vậy tôi có dễ bị nhiễm COVID-19 hay không? Lại vẫn một cái câu hỏi cũng khá là giống câu hỏi bên trên ạ. Nhưng mà đây là bệnh nhân bị bệnh pemphigus. Vâng. Bác sĩ Hoàng tư vấn thêm cho bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Pemphigus đó là một cái bệnh mà khá là nặng. Thường thì bạn đã nói bạn bị nhiều năm rồi, chắc bạn điều trị nhiều năm rồi bằng các cái thuốc hệ thống, và hiện tại thì tình trạng nó ổn định và nó không còn bùng lên nữa, và bạn đã ngưng thuốc điều trị một thời gian. Và dĩ nhiên rằng cái tình trạng pemphigus thông thường mà không có bệnh lý khác đi kèm và không cần phải sử dụng các thuốc hệ thống làm giảm sức đề kháng, thì bệnh nhân pemphigus như vậy nó không có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nhiều hơn so với người bình thường. Dạ. Như vậy thì với cái tình trạng bệnh pemphigus mà có những cái tình trạng nào kèm theo nữa thì sẽ có tăng nguy cơ hay như thế nào không thưa bác sĩ? Cảm ơn Mai Loan. Mai Loan đang hỏi ngược lại câu hỏi kia, có nghĩa là pemphigus như thế nào gọi là nó tăng nguy cơ nhiễm đúng COVID rồi. Và dĩ nhiên rằng pemphigus trong trình dạ khán giả cũng sẽ đặt một cái câu hỏi như vậy. Dạ đúng rồi, câu hỏi ngược lại. Thì pemphigus mà bệnh nặng, có nghĩa là bệnh nó đang cấp tính, đang nặng lên, thì những trường hợp đó phải sử dụng các cái thuốc hệ thống kéo dài, ví dụ như là corticosteroid nè, methotrexate nè, azathioprine nè, mycophenolate như có nói hồi trước á, những cái thuốc đó đã ức chế miễn dịch xuống, và khi bệnh nhân phải dùng những thuốc này dĩ nhiên là có nguy cơ nhiễm bệnh nhiều hơn so với người bình thường. Hoặc là bệnh nhân bị pemphigus mà đi kèm các bệnh lý khác, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, hoặc là các bệnh lý về tim mạch chẳng hạn, thì nó làm giảm sức đề kháng hơn, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị nhiễm COVID hơn và bệnh nặng hơn so với người bình thường khác. Chứ bản thân pemphigus thì nó không nằm nặng lên hơn, mà phải đi kèm với những cái yếu tố khác như là những cái thuốc đi kèm sử dụng hoặc những cái bệnh lý khác đi kèm, thì nó sẽ làm kéo giảm sức đề kháng xuống. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết, rất là rõ ràng, dễ hiểu của bác sĩ Vũ Hoàng. Chương trình live stream của chúng tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi của bạn Nguyễn Duyên. Thì bạn có hỏi một cái câu hỏi về bệnh bóng nước. Mẹ của bạn thì đang uống Metron mỗi ngày, bệnh cũng đã lành rồi, nhưng mà bạn hỏi là cái việc ngưng thuốc Metron luôn được hay không, vì nghe nói là thuốc này gây yếu cho cơ thể và làm cơ thể dễ nhiễm COVID. Thì có lẽ là bạn Nguyễn Duyên mình nên theo dõi lại chương trình từ đầu, theo dõi lại cái phần đầu của chương trình, bởi vì hồi nãy thì bác sĩ Vũ Hoàng cũng đã có trả lời một câu cũng tương tự như vậy.
Dạ. À, đúng không ạ? Dạ. Thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Duyên ạ. Và tiếp theo thì xin gửi đến bác sĩ Vũ Hoàng một câu hỏi của bạn Phạm Anh Vũ. Bạn vừa gửi vào trong inbox của bệnh viện. Bạn hỏi rằng tôi bị chàm vùng mặt một năm nay và cảm thấy rất khó tránh việc chạm tay vào mặt như lời khuyên của các bác sĩ về cái việc là phải tránh chạm tay lên mặt để phòng tránh Covid. Vậy thì bác sĩ có cách nào để giúp bạn hạn chế cái việc tránh đưa tay lên mặt hay không? Thì xin bác sĩ cho bạn thêm những cái hướng dẫn. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Một câu hỏi rất là thực tế ha. Rõ ràng rằng cái chuyện mà chúng ta chạm tay lên mặt thì chúng ta chẳng bao giờ đếm mỗi ngày đâu. Nhưng mà thực tế ra chúng ta chạm nhiều hơn chúng ta nghĩ đó. Ngay cả người bình thường chúng ta lâu lâu chúng ta chạm mặt mà chúng ta không để ý đâu. Nhưng mà đối với bệnh nhân bị chàm vùng mặt thì cái tần suất mà chạm tay lên mặt thậm chí nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Tại vì bạn sẽ ngứa và khi ngứa thì bạn sẽ gãi. Và khi gãi như vậy có nghĩa là bạn chạm tay lên mặt rồi. Như vậy thì làm cách nào mà chúng ta hạn chế việc chạm tay lên mặt thì nó có 3 cách sau đây. Cách thứ nhất đó là phương pháp cạnh tranh. Có nghĩa là thay vì bạn lấy tay bên sờ mặt thì bạn dùng tay đó để làm những công việc khác. Như bạn chơi các cái đồ chơi, các cái trò chơi điện tử phải sử dụng tay chẳng hạn. Hoặc là bạn chơi các nhạc cụ ha, chơi nhạc cụ thì hoặc là bạn làm cái công việc khác mà phải sử dụng đôi bàn tay của mình. Thì dĩ nhiên khi bạn làm những cái việc đó rồi thì bạn sẽ không có thời gian để bạn sờ tay lên mặt đâu. Đó là phương pháp là một cái cách kỹ thuật. Cái tay của mình nó bận rộn đúng hơn rồi. Đúng không bác sĩ Hoàng? Một số cách khác nữa có nghĩa là chúng ta sẽ thay vì chúng ta sờ tay lên mặt chẳng hạn thì chúng ta sẽ tập một thói quen, tức là chúng ta sẽ chạm tay lên chân hoặc nắm chặt, chứ thay vì sờ mặt thì chúng ta sờ đụng vào chân chẳng hạn, nắm chặt chân, hoặc thay vì đưa bàn tay chúng ta giang động bàn tay để sờ lên mặt thì chúng ta co bàn tay lại, nắm đầu bàn tay lại. Hoặc là một cái phương pháp nữa đó là cái cảm giác cạnh tranh, có nghĩa là thay vì cái cảm giác ngứa nó gây bệnh nhân cào gãi thì chúng ta thay cảm giác ngứa bằng một cảm giác khác. Ví dụ như cảm giác đau thì chúng ta không lên, tại vì thường là chúng ta ngứa thì chúng ta sẽ gãi thì nó chảy máu, ở đâu thì nó giảm mất ngứa, nhưng mà làm cách đó thì hết ngứa nhưng mà nó sẽ bị cái khác, da nó lở loét ra do gãi. Thì thay vì như vậy thì chúng ta làm một cái cạnh tranh khác chẳng hạn, ví dụ chúng ta rửa mặt bằng nước lạnh hoặc chườm mấy cái khăn lạnh lên mặt, thì như vậy cái cảm giác nó lạnh thì nó làm giảm cái cảm giác ngứa đi. Đúng, đó cũng là một cái cách. Còn cái cách cuối cùng đó là khi mà chúng ta bắt buộc ngứa quá chịu không nổi, bị bắt buộc phải sờ tay lên mặt, thì tôi nghĩ rằng các bạn nên rửa tay thật sạch đi bằng xà bông. Và nếu có sờ tay lên mặt thì nên tránh các cái vị trí mà quanh mắt, quanh mũi, quanh miệng đi, cả những vị trí đó mà khi nó nhiễm trùng vào, chạm vào thì dễ bị nhiễm trùng. Và thứ ba là nếu được thì chúng ta thay vì chúng ta chạm trực tiếp thì chúng ta nên dùng các cái khăn giấy, khăn vệ sinh gì đó rồi đưa lên rồi chúng ta mới chạm sờ lên mặt, thì dĩ nhiên là nó sẽ an toàn hơn là chúng ta luôn bằng tay chúng ta cào. Đó là những cái cách. Dạ, vâng, để chúng ta hạn chế được. Cũng có rất là nhiều cách đúng không ạ? Dạ. Và đặc biệt là những người mà có cái bàn tay nó bận rộn hơn một chút thì sẽ hạn chế được cái việc là đưa tay lên mặt đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ rất là thực tế, rất là dễ hiểu của bác sĩ Vũ Hoàng. Và vừa rồi thì chương trình cũng có nhận được một cái yêu cầu kết nối qua điện thoại với một bạn đang theo dõi chương trình. Và sau đây thì chương trình xin được phép kết nối điện thoại lại với bạn. Alo, xin chào bạn ạ. Dạ, em chào bác ạ. Dạ, chúng tôi gọi đến cho bạn từ chương trình livestream đồng hành cùng bạn trong mùa dịch của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì xin bạn giới thiệu đôi chút về bản thân ạ. Dạ, em tên là Ngọc Hân ạ, em ở An Giang, hôm nay em 30 tuổi ạ. Dạ vâng, chào bạn Ngọc Hân. Hôm nay bạn đến với chương trình thì bạn có câu hỏi nào đặt ra cho bác sĩ ạ? Dạ, em thưa bác sĩ ơi, sao mà ba em bị đỏ da toàn thân khoảng nửa năm nay rồi đó bác, nhưng mà đi lại rất là khó khăn, về nhà xa quá mà sức khỏe ba em thì lại dạo này còn rất là yếu đó bác. Bác sĩ hướng dẫn giúp em là cách điều trị tạm thời để khi nào mà tình hình dịch ổn định lại thì em sẽ dẫn ba em lên bệnh viện khám ạ. Dạ, bác sĩ Vũ Hoàng có nghe thấy câu hỏi không? Dạ vâng, dạ tôi đang nghe rất rõ. Và bạn ơi, mình cho tôi hỏi một số thông tin thêm ha. Bạn có nói ba bạn bị đỏ da toàn thân, nhưng mà bạn có biết rằng cái nguyên nhân nào gây đỏ da toàn thân không? Bạn đi khám ở đâu chưa?
Em có tới những cái phòng khám tư nhân đó bác. Bác sĩ khám chẩn đoán là tràn, nhưng mà em uống thuốc điều trị hoài mà nó chưa có ổn định đó bác. Dạ vâng. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào bạn ạ. Xin bác sĩ Vũ Hoàng trả lời câu hỏi cho bạn. Như chúng ta cũng biết á, cái đỏ da toàn thân thực sự nó không phải là một cái bệnh lý đâu. Nó là một cái hội chứng và nó do khá nhiều nguyên nhân gây nên. Phải nói là rất nhiều, phải nói đúng hơn. Chàm vẩy nến nặng lên cũng đỏ da toàn thân, dị ứng thuốc cũng nặng lên cũng đỏ da toàn thân và khá một số bệnh lý ác tính khác. Do đó để chẩn đoán đỏ da toàn thân thì nó khá là phức tạp. Và thường thì bạn phải đến các cái bệnh viện và chuyên khoa hàng đầu á, chứ không phải đến các phòng khám hay phòng mạch đâu, tại vì những nơi đó không đủ khả năng để chẩn đoán bệnh đỏ da toàn thân, tại vì bác sĩ phải thăm khám rất là kỹ, phải làm một số xét nghiệm rồi thậm chí phải cắt miếng da đi sinh thiết rồi làm giải phẫu bệnh, nhằm hóa mô miễn dịch hay một số xét nghiệm khác nữa để chẩn đoán ra được nguyên nhân đỏ da toàn thân. Và khi xác định được nguyên nhân rồi thì vấn đề điều trị cũng là vấn đề còn phức tạp không kém, có nghĩa là điều trị rất là khó khăn, không có một cái phương pháp gọi là điều trị chuẩn cho bệnh đỏ da toàn thân. Tuy nhiên, chúng ta có một số cách chăm sóc thông thường có thể hỗ trợ trong thời gian mà bạn chưa thể kịp đi tới bệnh viện hoặc bệnh viện da liễu để khám. Ví dụ như là bệnh nhân đỏ da toàn thân thường thì da nó khá là khô, ha, nó khô, da nó nứt ra như vậy. Thì tôi nghĩ rằng những trường hợp đỏ da toàn thân lên tắm ngày ít nhất từ 1 đến 2 lần, tốt nhất là ngày 2 lần. Và không nên tắm sớm quá hay trễ quá, tại vì da nó bị đỏ như vậy thì bạn sẽ không chịu nổi lạnh đâu. Do đó bạn phải tắm, thì tắm khoảng lúc buổi sáng thì cỡ 8-9 giờ sáng hoặc buổi chiều cỡ 3-4 giờ chiều thôi, đừng tắm sớm quá và đừng tắm trễ quá, nó không bệnh nhân nó sẽ hoặc người bệnh đỏ da toàn thân sẽ run ha, và có thể bị sốt cao. Thứ nhất đó là tắm ha, và sau khi tắm xong như vậy thì bạn lên bôi liền các cái kem dưỡng da lên trên người, ví dụ như Vaseline ha, hay là một số kem dưỡng da mà chuyên dụng hơn, mục đích là để cho da cho nó đỡ khô, đỡ khô đỡ vằn vảy thì sẽ đỡ ngứa. Ngoài ra thì bệnh nhân đỏ da toàn thân thì nó sẽ đang mất nước khá nhiều qua cái lớp da, da nó khô, nó bong, nó mất nước qua da, cũng như là da nó vậy, da nó bong nhiều, thậm chí những người bệnh nhân khỏe bong một ngày cả tô chén vậy, cả tô vậy hoặc chén vậy chẳng hạn, thì cứ như chất bao nhiêu chất dinh dưỡng trong người nó bay, nó bung ra ngoài hết. Và dĩ nhiên rằng bạn phải uống, ngoài việc uống rất là nhiều nước, ngày ít nhất là phải 2-3 lít nước, thì bạn phải cố gắng ăn thêm nhiều thức ăn, đặc biệt các thức ăn có chứa đạm để bổ sung cho cái đạm mà mất đi qua vảy da. Cũng như là bệnh nhân đỏ da toàn thân thì nên mặc quần áo thoáng mát, mặc quần áo rộng rãi chút xíu và mặc quần áo tay dài, chân dài. Tại sao? Tại vì bệnh nhân đỏ da toàn thân thường là nó sẽ có rối loạn thân nhiệt, bệnh nhân dễ bị lạnh run và cũng dễ sốt, sốt cao. Do đó bạn nên mặc quần áo tay dài ha. Và dĩ nhiên rằng bạn cũng nên hạn chế ra ngoài rồi, tình trạng rất là nặng ra ngoài thì có thể khiến cho cơ thể dễ bị nhiễm bệnh hơn. Đó là những cái phương pháp chung để chăm sóc bệnh nhân đỏ da toàn thân. Và dĩ nhiên rằng tôi khuyên bạn lên sớm đến bệnh viện da liễu, những cái chuyên khoa đầu ngành càng sớm càng tốt để điều trị một cách thật tốt nhất, tại vì bệnh này rất là khó điều trị. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết, rất là cụ thể của bác sĩ Vũ Hoàng. Và hiện tại thì trên trang fanpage của bệnh viện cũng đã nhận được thêm rất là nhiều câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên thì có một số câu hỏi đến từ bạn Tuyết Nguyễn, hay là câu hỏi của bạn Nguyễn Duyên vân vân. Thì các câu hỏi này bác sĩ Vũ Hoàng cũng đã trả lời ở đầu chương trình rồi. Do đó thì các bạn có thể theo dõi lại chương trình để có thể hiểu hơn về cái tình trạng bệnh của mình cũng như là những cái giải đáp của bác sĩ. Và hiện tại thì trong phần inbox của bệnh viện cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên do thời lượng của chương trình cũng có hạn, do đó thì chương trình xin được phép khép lại tại đây. Một lần nữa thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đã theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình. Chương trình live stream kỳ 5 với chủ đề làm đẹp an toàn trong mùa dịch, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, phó trưởng khoa thẩm mỹ da của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ chiều thứ sáu ngày 26 tháng 9 năm 2020. Các bạn hãy like, follow trang fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi các thông tin tiếp theo của chương trình nhé. Và bây giờ thì chương trình Đồng hành cùng bạn trong mùa dịch kỳ 4 xin được kết thúc tại đây.
Xin chào và hẹn gặp lại.